Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Ở phần 1, mình đã giới thiệu cho các bạn biết MIDI USB là gì. Ở phần 2 này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối với điện thoại như thế nào nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Thì đầu tiên, điều chúng ta cần đó là một chiếc đàn có cổng USB MIDI. Ở đây, mình có đó chính là chiếc KS3 đến từ nhà Kodman. Tiếp theo, đó là một chiếc điện thoại. Một dây MIDI USB. Đầu chuyển đổi USB to Type-C trên Android và Lightning trên iPhone. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối cho Android nhé. Đầu tiên, bạn hãy cắm đầu chuyển đổi USB to Type-C vào đầu con trên dây MIDI USB nhé. Tiếp theo, cắm dây vào cổng USB MIDI ở trên đàn. Cắm đầu còn lại vào điện thoại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng app Perfect Piano thông qua USB MIDI. Sau khi các bạn vào app Perfect Piano, hãy vào phần cài đặt để kiểm tra. Ở đây điện thoại của mình đã được kết nối với đàn. Mình sẽ vào phần tập chơi, chọn vào bài Happy Birthday, chọn vào phần dễ. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Bây giờ hãy cùng mình thử tính năng học đàn ở trên đây nhé. Và cách kết nối ở trên iOS cũng tương tự ở trên Android. Và mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng thành công app Perfect Piano thông qua dây kết nối MIDI. Học đàn là một trong những tính năng hữu ích của kết nối MIDI. Nếu các bạn quan tâm về các ứng dụng khác, tụi mình có làm clip ở trên này hướng dẫn về tính năng MIDI Bluetooth nhưng cũng tương tự như trên USB MIDI. Các bạn có thể tham khảo nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng thành công tính năng MIDI USB. Hãy để lại comment nếu còn thắc mắc hoặc cần tụi mình giới thiệu thêm về các tính năng khác nhé. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm các loại đàn trực tiếp nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Cảm ơn các bạn đã xem video và luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Xin chào và hẹn gặp lại.